Cô là cô Nhớ đến từ Pantado, hệ thống giáo dục trực tuyến toàn diện. Và Pantado sẽ là một nơi làm cho các con trở nên yêu tiếng Anh hơn. And how about you? Thank you, Vivian. And hello, everyone. My name is Cayman. I'm a teacher here at Pantado. I've been here in Vietnam for about 1 year. Nice to meet you all. Ok, và đó là một chút thông tin về thầy Cayman. Và trong khóa học này chúng ta sẽ học về bảng phiên âm quốc tế IPA. Khóa học của chúng ta gồm có 20 video vô cùng là thú vị. Và Cayman và cô Nhớ tin chắc rằng các con sẽ vô cùng là yêu thích nó đấy.